sen vào. Từ bao giờ tôi chạy trốn những câu kiểu như ai chả rapper đấy à, rap thử nghe xem nào. Từ bao giờ tôi định đưa văn vào giấy để rồi mau chờ một vị thần nào đấy. Kết quả là tôi vẫn chưa lần nào thấy đi tìm kho báu tôi nghĩ mình cần nào đấy. Từ bao giờ tôi luôn đam mê là con nhưng thực sự để mà ôm sau cười. Đam mê là một con người hoàn chỉnh ư? Không, đam mê hoàn chỉnh một con người. Từ bao giờ không cần có chỉ sợ tôi bỏ rơi. Từ bao giờ không phải tôi chơi như bôi dầu chớ vẫn rap rồi những ngày trên mạng thì miễn phí với những lời cái chữ chắc khiến cho tôi giàu hơn. Từ bao giờ bố biết đam mê gõ cửa dù con đi nhưng bố không gạn chúng. Từ bao giờ mà bố không đánh đồng con nữa do bố đã mệt hay do con đang làm đúng. Cuộc sống này là bài kiểm tra mỗi người một đề thi. Từ bao giờ chúng ta học cách chép bài của người khác nhưng có một câu cần có thể trả lời để ngang suy như tiêu cực cản chân. Đó là từ bao giờ ta sẽ không hỏi những câu vừa rồi từ khi chúng ta biết yêu bản thân.